Mặc dù phải nghỉ học để phòng dịch, nhưng hơn một tháng qua, việc học tập của em Đỗ Quang Anh, học sinh lớp 3A, trường tiểu học Liên Hà A, xã Liên Hà, không bị gián đoạn nhiều. Hàng ngày em vẫn thường kết nối với giáo viên chủ nhiệm bằng ứng dụng Zalo để nhận và nộp bài tập. Đặc biệt mới đây, khi trường tiểu học Liên Hà A triển khai hình thức dạy học trực tuyến bằng phần mềm Zoom, việc học online của Quang Anh cùng các bạn đã diễn ra sôi nổi và hiệu quả hơn hẳn. Cứ 4 buổi một tuần, em sẽ được cô giáo chủ nhiệm cung cấp thông tin để truy cập vào phòng học Zoom để tham gia học tập dưới sự giảng dạy của các thầy cô trong trường. Đến nay, em đã dần quen với việc học trực tuyến và rất hào hứng khi tham gia học bằng hình thức này. Con có cảm nhận rất là vui khi học trực tuyến qua mạng ạ. Vì con được nhìn thấy cô giáo và các bạn ở lớp. Và còn nếu con học ở nhà một mình thì không có ai giảng cho con. Nhưng khi học qua trực tuyến thì cô giáo có thể giảng cho con ạ. Và học trực tuyến rất là tiện. Con không cần phải đến trường nhưng con vẫn có thể học được và tiếp thu kiến thức ạ. Với phương châm tạm dừng đến trường chứ không tạm dừng việc học, hiện nay trường tiểu học Liên Hà A đang duy trì tốt hình thức học trực tuyến bằng ứng dụng Zoom với 3 môn học chính là toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Trong đó, khối lớp 1, 2, 3 sẽ học 4 buổi một tuần và khối 4, 5 sẽ học 2 buổi một tuần. Thời gian một buổi học thường kéo dài khoảng 45 phút. Điểm khác biệt trong việc dạy và học trực tuyến tại trường tiểu học Liên Hà A đó chính là tổ chức phòng học Zoom theo khối, khác với việc học theo lớp như các trường đang triển khai hiện nay. Với hình thức này, các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn của từng khối sẽ thống nhất xây dựng một nội dung chương trình học cho toàn khối và phân công giáo viên có kinh nghiệm chuyên môn vững vàng giảng dạy với sự tham gia theo học của tất cả các em trong một khối lớp. Nội dung trong mỗi buổi học sẽ được nhà trường đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng như một tiết chuyên đề hội giảng với các hình ảnh sinh động, dễ hiểu, ngắn gọn để thu hút học sinh nhưng vẫn đảm bảo chuẩn kỹ năng kiến thức. Khi mà để dạy thì ban giám hiệu cùng với các tổ trưởng chuyên môn trong trường đã suy nghĩ là một tiết dạy làm sao phải thật chất lượng và nhiều cái đầu thì sẽ hơn một cái đầu. Chính vì vậy mà chúng mình đã lựa chọn cách là dạy chung cho học sinh trong toàn trường. Một tiết được xây dựng như vậy thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều là mỗi cô soạn bài và dạy. Chính vì vậy mà chúng mình đã quyết định là lựa chọn hướng như thế và đang thực hiện. Thấy học sinh và phụ huynh rất là tin tưởng và phấn khởi. Vì tiết dạy phải có cái chất lượng thì các con mới ham và phụ huynh cũng mong muốn được vào xem và học, tránh nhàm chán. Không thể phủ nhận việc triển khai học trực tuyến là một giải pháp phù hợp và hiệu quả trong thời điểm này. Tuy nhiên, thực tế hình thức học này vẫn còn tồn tại một số khó khăn như giới hạn lượng người tham gia học tập, đường truyền không ổn định, sự tương tác giữa học sinh và giáo viên bị hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, trường tiểu học Liên Hà A đã chỉ đạo cô giáo chủ nhiệm duy trì tổ chức những nhóm học nhỏ để giải đáp thắc mắc cũng như trợ giúp các em trong quá trình học. Đồng thời trích xuất video bài giảng, gửi qua điện thoại cho phụ huynh, hướng dẫn các em tự học. Đặc biệt, nhà trường có đầu tư hệ thống hạ tầng, thiết bị, máy móc, tạo thuận lợi cho việc dạy và học của cô và trò. Khi sử dụng cái phần mềm này thì gặp cũng một số những khó khăn, đó là cái thời lượng là các cô sử dụng không được quá 40 phút. Nên là có khi thể là đang trong quá trình giảng dạy thì lại bị download ra và các cô lại phải làm lại từ đầu. Thế và để khắc phục những cái lỗi về kỹ thuật thì nhà trường đã liên hệ với công ty cổ phần GTC Telecom để đặt mua cái bản quyền của một công ty nước ngoài, cái phần mềm Zoom đó cho các cô giáo. Và nhà trường đã chuẩn bị sẵn một phòng học Zoom ở nhà trường và lên lịch thay đổi giữa các khối lớp và các thầy cô giáo được giao nhiệm vụ là phụ trách các môn học của các khối sẽ đến phòng học đó để dạy. Thế và đường truyền đó thì phục vụ cho một lớp học tối đa là 500 học sinh và thời lượng thì không khống chế. Thì chính vì vậy mà các cái tiết học được các thầy cô chuẩn bị xây dựng kế hoạch cũng như là chuẩn bị các cái thiết bị đồ dùng dạy học và thiết kế những cái bài giảng điện tử ấy và dưới cái năng lực của mỗi thầy cô giáo thì các cái tiết học đều đảm bảo rất là hiệu quả. Trong khi cả cộng đồng đang cố gắng nỗ lực quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh bằng nhiều việc làm cụ thể và ý nghĩa,
thì sự chủ động tích cực sáng tạo của ngành giáo dục huyện Đông Anh, đặc biệt là các thầy cô giáo của trường tiểu học Liên Hà A đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là cách để thể hiện tinh thần đoàn kết, góp sức cùng cả cộng đồng và các cấp chính quyền chiến thắng dịch bệnh.